Thánh đã cho con một Chúa mặc lấy thân xác hay chết trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa thánh hóa và ban dồi dào phúc lành cho họ và lúc này. Và xin cho các nữ tỳ Chúa đây khi mặc áo và vào lúc này trần gian được mang dấu phục sinh đời sau và đã được mặc áo vĩnh phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức tiên cống. Các Phật sinh tiến lên trước mặt để trân trọng lời tuyên cấm. Các chị công khai tuyên bố ý muốn dấn thân vào đời sống tu trì trong lòng Chúa Khoan Phòng để phục vụ Chúa qua hai nhân. Ba lời cấm, phân phục, thanh mừng và khiết tịnh là phương tiện giúp các chị sống lời dân hiến này. Tuyên cấm xong, các chị trao lời tuyên cấm trong tay bề trên giám định vì các chị cấm hứa với Chúa trong hội đồng mà bề trên là người đại diện. Sau đó, bề trên trao cho cấm sinh phong phục của nữ tu Chúa Quan Phòng. Thân cuộc dù hồn thân. Amen.
trong tay sơ Bernadette Mary để trên giám tỉnh. Con tuyên ấn một năm bước theo Đức Kitô trong buổi dòng nữ tu chúa quan phòng bọc siêu bằng cách sống các lời phấn phong phục thanh bần và kiết tịnh trong cộng đoàn huynh đệ tông đồ theo hiến pháp hồi dòng. Con tận tâm phó thác cho hồi dòng này để nhờ Chúa Thánh Linh và nhờ Đức Trinh Nữ Maria phù trợ, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo trong khi phục sự Thiên Chúa và Hội Thánh. Kính thưa Bề Trên, con xin cho lời tuyên ấn này trong tay Bề Trên. Tôi được quyền đã trao phó cho tôi và nhân danh Hội Thánh, tôi chấp nhận lời con tuyên ấn trong dòng Chúa Con Phòng. Tôi xin phó thác con cho Thiên Chúa để con được hoàn thành của lễ của con liên kết với của lễ thánh thể. Con hãy nhận áo và lúc này dấu chỉ con hoàn toàn vì thật chờ Chúa đi tô và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Amen. Con là Marie Irene Hà Ngọc Nữ. Trong tay do bé Na bé Marie về trên giám tỉnh. Con tuyên khấu một năm bước theo Đức Kitô trong hội dòng nữ tu chúa quan phòng bọc xưa bằng cách sống đáng lời khấn, vân phục, thanh bần và khí tịnh trong cộng đoàn vinh đệ công đồ theo hiến pháp hội dòng. Con tận tâm phó thác cho hội dòng này để nhờ Chúa Thánh Linh và nhờ Đức Trinh Nữ Maria phù trợ, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo trong khi phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh. Kính thưa Bề Trên, con xin cho lời tuyên khấu này trong tay Bề Trên. Tôi dùng quyền đã trao phó cho tôi và nhân danh Hội Thánh, tôi chấp nhận lời con tuyên khấn trong dòng Chúa Quan Phòng. Tôi xin hóa thác con cho Thiên Chúa để con được hoàn thành của lễ của con liên kết với của lễ thánh thể. Con hãy nhận áo và lúc này dấu chỉ con hoàn toàn tùy thuộc chờ Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Con là Marie Idali Lê Thị Mến, trong tay sơ Bernadette Marie về trên giám tỉnh. Con tuyên khấn một năm bước theo Đức Kitô trong hội dòng nữ tu chúa quanh vòng bọt siêu bằng cách sống các lời khấn vân phục thanh bằng và thiết tịnh trong cộng đoàn huynh đệ tông đồ theo hiến pháp hội dòng. Con tận tâm phó thác cho hội dòng này để nhờ Chúa Thánh Linh và nhờ Đức Trinh Nữ Maria phù trợ, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo trong khi phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh. Kính thưa Bề Trên, con xin trao lời tuyên khấn này trong tay Bề Trên. Tôi dùng quyền đã trao phó cho tôi và nhân danh Hội Thánh, tôi chấp nhận lời con tuyên khấn trong dòng Chúa Quan Phòng. Tôi xin phó thác con cho Thiên Chúa để con được hoàn thành của lễ của con liên kết với của lễ thánh thể. Con hãy nhận áo và lưỡi này dấu chỉ con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Con là Marie-Lisma Mùi Mộng Ca, trong tay sơ Bernadette Marie về trên giám tỉnh. Con tuyên khấn một năm bước theo Đức Kitô trong hội dòng nữ tu chúa quan phòng bọc xưa bằng cách sống các lời khấn vân phục thanh bần và khiết tịnh trong cộng đoàn huynh đệ tông đồ theo hiến pháp hội dòng. Con tận tâm phó thác cho hội dòng này để nhờ Chúa Thánh
và nhờ đức trinh nữ Maria phù trợ, con sẽ thực thi đức ái hoàn hảo trong khi phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh. Kính thưa bề trên, con xin trao lời kinh vấn này trong tay bề trên. Tôi dùng quyền đã trao phó cho tôi và nhân danh Hội Thánh, tôi chấp nhận lời con thiên thấn trong dầu Chúa ban phòng. Tôi xin phó thác con cho Thiên Chúa để con được hoàn thành của lễ của con, liên kết với của lễ thánh thể. Con nghĩ nhận khám giờ phút này dấu chỉ con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Nhờ bí tích thánh lễ, người tu sĩ đã chết cho tội và được cung hiến cho Thiên Chúa qua lời khấn. Từ trong thâm sâu cõi lòng, chị đã dâng hiến trọn con người mình cho Thiên Chúa. Sự thánh hiến trong đời con là một sự thánh hiến riêng biệt, cấm lễ sâu cách đầy tràn và viên mãn trong sự thánh hiến của các rửa tội. Qua việc khấn lòng, người trinh nữ đã nên hiền thê của Chúa Kitô. Hiền thê không theo kiểu trần thế, vì vậy các chị sẽ thay bỏ y phục cũ để mặc lấy chiếc áo dài đơn sơ và chiếc nước khiêm tốn của nữ tu Chúa ban phòng. Điều này nói lên một sự từ bỏ dứt khoát và hết đi cho trần thế để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và lo lắng những sự thuộc về Chúa. Các chị mừng ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh. Lần nhớ lại từng trang sử 25 năm, 50 năm và 60 năm qua, làm sao có thể kể hết được những điều kỳ diệu khi Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của mỗi người, đặc biệt với các chị mừng ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh hôm nay. Xin kính thưa lên Thiên Chúa toàn thể con người của các chị, cùng với những lời cảm tạ sâu xa và những quyết tâm chân thành, qua việc lặp lại lời cấm mà các chị đã tuyên thệ với Chúa cách đây 25, 50 và 60 năm. Nguyện xin tình yêu và quyền năng của Chúa luôn bao bọc, gìn giữ và nâng đỡ các chị mãi mãi trung thành với đấng khôn ngoan cho đến ngày được về dự tiệc với Ngài trong nước trời. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa ba ngôi giàu lòng thương xót, con xin cảm tạ Chúa đã dựng nên con, cho con được làm con Chúa qua đi thích thưa tôi và thanh hoa con qua đời sống nhân thiên số 25 năm, 50 năm, 60 năm qua. Hôm nay nhờ sự trợ giúp của mẹ Maria, thánh Giuse, thánh Anna, cha Antonio Martino, đấng sáng lập dòng và toàn thể các thánh, con là nữ tu Maria Theophan Hoàng Kim Oan, con là nữ tu Maria Bipo Phan Thị Nê,